Hôm nay mình sẽ hướng dẫn nhanh một cái clip gọi là cách ghép điện trở song song. Công thức tính của nó là bằng bao nhiêu ohm và cách đọc các cái chỉ số điện trở ba vòng màu với lại bốn vòng màu với năm vòng màu nó như thế nào, và cách tính một con điện trở hạ áp để mà lắp một đèn led nó bằng bao nhiêu ohm. Thì cái tính công thức mà ghép điện trở song song thì mình cũng rất là hay ghép, và nhưng mình cũng rất là hay quên công thức. Thỉnh thoảng mình ghép thì mình lại quên công thức và mình lại phải lục tìm tài liệu để mình mở ra, mình không nhớ được. Chính vì thế mình mới làm cái clip này. Thì cái ghép điện trở song song thì nó sẽ có công thức như sau. R sẽ bằng R1 cộng R1 nhân với R2 chia cho R1 cộng R2. Như vậy là các bạn ghép hai con song song với nhau thì nó sẽ có cái công thức như vậy. Nhưng nếu các bạn mà ghép ba con song song với nhau thì các bạn cũng chỉ được phép tính hai con một, sau đó các bạn mới tính đến con thứ ba. Như vậy ở đây là con điện trở 47 và con điện trở 10W thì sẽ lấy 47 mà nhân với 10 ohm của con điện trở thứ hai. 47 ohm là con điện trở thứ nhất, và các bạn sẽ chia cho 47 cộng 10. Các bạn ghép các cái con điện trở vòng màu nhỏ nhỏ nó cũng như vậy, cũng cái công thức này y đúc như vậy. Ở đây mình ví dụ bằng cái con điện trở công suất lớn, công suất bằng xứ cho nó dễ nhìn, thì nó sẽ bằng 470 mà chia cho 57 sẽ bằng 8,2 ohm. Đó là một cái con số hợp lý, bởi vì cái con điện trở mình ghép đó là 10 ohm là thấp nhất, thì khi ghép song song vào số ohm bao giờ nó cũng giảm đi chứ không bao giờ nó tăng lên. Và cái công suất của nó sẽ là bằng tổng công suất của hai con cộng lại. Tức là khi mình ghép song song thì con điện trở nó sẽ trở nên khỏe hơn. Nó sẽ bằng tổng hai con cộng lại, tức là bằng 15W. Một con bằng 10, một con bằng 15, một con bằng 10W, con bằng 5W cộng lại sẽ bằng 15W. Đồng nghĩa với cái việc là cái Y nó tăng, cường độ dòng điện chạy qua nó tăng. Và đây là cái cách tính cái điện trở nối tiếp. Thì cái cách tính điện trở nối tiếp thì nó rất là dễ, cho nên là mình có thể nhớ được mà không cần phải dở tài liệu ra, bởi vì nó rất đơn giản. Khi mà ghép nối tiếp thì nó sẽ bằng R1 cộng với R2, cho nên là ghép nối tiếp nó rất dễ nhớ, nhưng ghép song song thì nó khó nhớ hơn một tí, cho nên đôi khi ghép song song mình cứ toàn phải dở sách. Và các bạn có từ những cái công thức kia các bạn có thể hoàn toàn ghép ba con bốn con lại song song lại với nhau được, chứ không cứ phải nhất thiết là hai con. Nhưng mà khi ghép vào thì các bạn cũng phải tính toán, và các bạn tính toán bằng cách là tính hai con một, sau ra ra kết quả các bạn lại ghép để tính thêm với con thứ ba, như vậy thì mới chuẩn được. Và đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc cái vòng màu ở trên cái con điện trở nhỏ nhỏ đấy. Thì nó người ta đưa ra cái quy định là vòng màu. Thì màu đen ứng với màu số 0, màu nâu ứng với số 1, màu đỏ ứng với số 2 và màu cam ứng với số 3, màu vàng sẽ ứng với số 4. Đó là cái quy ước của người ta. Màu lục sẽ ứng với số 5. Màu lam sẽ ứng với số 6.
và màu tím sẽ ứng với số 7. Màu xám sẽ ứng với số 8. Màu trắng sẽ ứng với số 9. Và các cái màu về cuối này như là xám, trắng, tím thường thường là ít gặp, bởi vì những cái con số đó là những con số rất cao, thì ở ngoài thực tế rất là ít khi gặp những cái màu này. Và màu kim nhũ sẽ có sai số là 5%. Màu ngân nhũ sẽ có sai số là 10%. Giả sử bây giờ các bạn đọc cái con điện trở 4 vòng màu thì các bạn phải biết cái vạch cuối của nó thì mới đọc được. Thì cái vạch cuối của nó thường thường là màu ngân nhũ hoặc là kim nhũ. Thì khi các bạn biết được cái vạch cuối của nó thì các bạn sẽ phải đọc từ đầu, đọc được cái vạch đầu. Đầu tiên, vạch đầu tiên thì như các bạn nhận thấy đó là màu nâu thì nó sẽ ứng với số 1 và các bạn viết ngay số 1 vào. Màu thứ hai ứng với màu đen thì thấy là đó là số 0 thì các bạn viết ngay số 0 vào. Và màu thứ ba là màu đỏ, nhưng màu thứ ba vì nó có 4 vạch màu cho nên màu thứ ba các bạn sẽ chuyển nó thành số 0. Ví dụ màu thứ ba là màu đỏ thì các bạn chuyển nó thành 2 số 0 và các bạn thêm vào đằng sau, như vậy là được 1.000 ohm, tương đương với 1k. Và cái màu ngân nhũ thì nó sẽ là cái sai số cộng trừ 5%, cho nên là cái sai số này không quan tâm mà mình chỉ căn cứ vào cái màu ấy, cái màu ngân nhũ kia, kim nhũ kia với ngân nhũ kia để mà biết được đâu là đầu, đâu là cuối để mà đọc. Bây giờ các bạn sẽ đọc cái điện trở 3 vòng màu, nó chỉ có 3 vạch, vạch thứ nhất, vạch thứ hai, vạch thứ ba là đã có màu ngân nhũ hoặc kim nhũ rồi. Và những cái con điện trở như này thì chắc chắn là có chỉ số rất thấp. Đến cái vạch thứ ba đã có ngân nhũ hoặc là kim nhũ là có chỉ số rất thấp rồi. Thì đầu tiên các bạn nhận thấy cái màu đầu tiên đó là màu lam thì nó sẽ ứng với số 6, và màu không, màu đen sẽ ứng với số 0. Thì các bạn viết đọc vào, đặt vào vị trí thứ hai. Tiếp đến thì là cái màu kim nhũ. Nếu là màu kim nhũ thì các bạn lấy cái điện trở đó để chia cho 10, tức là các bạn lấy 60 chia cho 10 và bằng 6 ohm. Đó là màu kim nhũ. Còn nếu như cái vạch thứ ba là màu ngân nhũ thì sao? Thì các cái vòng đầu tiên các bạn cũng sẽ đọc bình thường. Đỏ là số 2 thì ứng với số 2, các bạn viết vào. Màu thứ hai cũng màu đỏ, ứng với số 2, các bạn viết vào. Màu thứ ba là màu ngân nhũ. Thì các bạn sẽ lấy con điện trở chia cho 100, tức là lấy 22 mà chia cho 100, có nghĩa là bằng. Đó là ngân nhũ. Bây giờ các bạn sẽ đọc con điện trở 5 vòng màu. Thì các bạn sẽ phải đọc như thế nào? Các bạn phải biết đâu là đầu, đâu là cuối để mà đọc. Thì cái vạch cuối bao giờ nó cũng to đậm hơn một chút.
và nó cách xa với các cái vạch còn lại một khoảng hơi xa một chút, thì đó là chính là cái vạch cuối. Và khi biết được cái vạch cuối của nó thì các bạn sẽ đọc cái vạch đầu của nó. Ở đây các bạn nhận thấy cái vạch đầu của nó là bằng 2 thì các bạn để số 2 vào. Và các bạn thấy vạch số 2 là bằng 2 nữa thì các bạn để số 2 vào. Và cái vạch số 3 các bạn thấy nó màu đen thì tương ứng với số 0 thì các bạn để số 0 vào. Và cái vạch thứ tư màu vàng. Cái vạch thứ tư thì nó khác với cái điện trở 4 vòng màu, là cái vạch thứ tư nó mới chuyển đổi thành số 0. Vì thế ở đây số cái vạch thứ tư là màu vàng ứng với số 4 thì các bạn chuyển nó thành 4 con số 0 và thêm vào đấy 4 con số 0 nữa. Như vậy là con điện trở này có hai 2200, tương đương với 2,2 mê, hoặc là tương đương với 2200K, 2002K. Bây giờ giả sử như các bạn đấu một con điện trở để mà lắp cho cái bóng led từ cái nguồn 12V mà các bạn thắp cho một cái bóng led này có số vôn là 2V và có dòng của nó là 10 mA. Bóng led thì nó thường thường từ 10 đến 15 mA, có khoảng như vậy, 15 đến 20, và lắp từ nguồn 12V của ắc quy chẳng hạn, thì các bạn sẽ tính ra được cái con điện trở này nó sẽ có trị số là bao nhiêu ohm. Bởi vì là cái nguồn 12V cho nên các bạn sẽ trừ đi cái số vôn của cái bóng led hiện đang dùng, thì lấy 12 mà trừ đi 2 sẽ còn 10V để cho cái con điện trở này, có nghĩa là con điện trở này phải hạn gánh đi 10V thì mới hạ áp được để mà dùng với cái bóng led kia. Bởi vì cái con bóng led kia nó là 10 mA cho nên chúng ta sẽ lấy 10V mà chia cho 10 mA sẽ bằng 1, và đơn vị ở đây là phải tính là 1 kilo ohm. Còn nếu như mà các bạn mà lấy 10V mà chia cho 10A chứ không phải là 10 mA thì đơn vị sẽ tính bằng ohm. Bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.